Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em cái mẫu chuồng 1m2 này. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cho anh em thông cảm cái view bên này nó hơi chật. Cái chuồng nó nằm bên này. Bên kia mình thì nó rộng hơn. Bên kia của mình thì nó rộng hơn. Đó, đây là mình có làm công tắc đèn led nha. À, bật lên cho sáng này. Quá đẹp luôn em. Đó, đề ca này, trụ trào móng này. À, bây giờ mình vào bên trong mình nhìn kỹ hơn nha. Chuồng này có kích thước là 1m2, cao 1m2, ngang 1m2, sâu 60. Rất là rộng rãi, có thể nuôi 2-3 bé mèo một lúc. Đó, quá đẹp. Thân dây này, cá tri này. Này mà ban đêm lên hình là cũng đẹp hơn nữa nha. Đó, có bánh xe cho anh em tiện di chuyển, đi đâu thì di chuyển này. Mình có thể là bỏ nệm vào đây. Vào đây không gian riêng cho bé này. Đèn led rất là lợi điện. Mình có thể làm đèn led này nháy theo nhạc nữa. Đó. Bây giờ làm chuồng mèo là phải có đèn rồi nha, cho các bé là buổi tối là học bài. Đó, phải học nhiều vào bắt đầu mới là biết thương yêu ở chỗ được, thương yêu các cái sen được, chứ không là suốt ngày là không thương không yêu gì sen ấy. Đây, cái nhà vệ sinh mình có thể để ở vị trí này. Cái mẫu này đang được rất là ưa chuộng bên mình. Nó đơn giản nhưng mà nó đẹp, không gian rộng rãi. Rồi, anh em nào liên hệ đặt hàng thì và số Zalo mình là 0327 072 422. À, xin lỗi anh em, cái view bên này nó hơi chật. Xưởng bên này của mình nó hơi chật, mình có một cái chi nhánh ở trên này và một cái ở dưới Đà Nẵng ấy. Cái này trên Hòa Khánh. Cho anh em nhìn tổng quan một lần nữa nha. Rồi, tạm biệt anh em.